Vâng, hello, xin kính chào quý vị và các bạn nhé. Vâng, như vậy đang là bây giờ là vào thời điểm buổi chiều rồi, gần tối rồi. Bà con thì một số thì đang chuẩn bị bắt đầu đi ra về rồi nhá. Mọi người đang nhộn nhịp rồi chuẩn bị lên xe đi về các nơi Lạng Sơn cũng như ở các vùng lân cận. Đang là buổi chiều tối rồi, giờ đây mọi người đang chuẩn bị về. Mình cũng tiếp tục ghi hình chia sẻ cho quý vị và các bạn biết một chút những hình ảnh cuối cùng của ngày hội hôm nay. Kênh Xuân Muộn TV anh ơi, Xuân Muộn TV ạ. Vâng. Và buổi chiều hôm nay thì mình sẽ làm cái clip cuối cùng tại ngày hội 18 tháng 2 âm lịch tại thị trấn Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang. Vâng, buổi chiều này thì bây giờ thì thời tiết vẫn mặt trời vẫn còn đang nắng nắng một chút nhá. Đây tất cả rất nhiều các cô chú anh chị đã chuẩn bị đi ra về. Mình ghi hình một vòng qua đây nữa chia sẻ cho mọi người cùng xem. Vâng, ở kia thì một số vẫn đang nhảy rất là hăng say. Đội nhảy lúc nào cũng về sau nhá. Ít khi đội nhảy nó về trước lắm. Giờ chỉ các cô chú anh chị hát song hào này thì là về trước thôi. Vâng, bây giờ thì mọi người đang bắt đầu tan dần rồi. Ở khu vực quảng trường thì đang thi những chương trình cũng đã gần cuối rồi, cũng đã có những kết quả phần thi trang phục người đẹp rồi. Mình sẽ ghi lại những hình ảnh bà con trước khi đi ra về hết nhá. Đây là những câu hát song hao để chia tay. Đấy, hát chia tay đấy. Hát si chia tay về rồi anh. Và như vậy đã kết thúc một ngày hội ở thị trấn Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang đây. Như vậy những ngày hội xuân ở Bắc Giang cũng gần như là đã không còn rồi, hết thì tức là hết những cái ngày hội xuân nhá. Anh ơi, ngồi gần thôi. Mình ghi lại những khoảnh khắc cuối của buổi tối, buổi chiều chứ còn buổi tối thì chưa hẳn tối mà là buổi chiều thôi. Đấy, có các chị nhảy rất là đấy, các chị thôi nhưng mà vẫn nhảy những điệu nhảy rất là xì tin của các bạn trẻ nha quý vị nhá. Tôi tuổi mà. Vâng anh. Tay cái nhỉ? Ừ anh. Anh ở đâu đấy? Anh ở ngay trong này đâu ấy. À, ngay trong này à? Tuổi đây. Vâng anh, chào anh à. Ừ, chào anh. Vâng chào anh. Rất buồn TV. Ờ đúng rồi. Xuống lâu chưa? Em xuống từ trưa anh ạ. À. Thấy đâu bây giờ mới thấy? Bên kia đang tốt kìa. Vâng. Loa à? Em không, hôm nay thì không, hôm nay thì không đi được. Cái loa là phải chở xe xuống mới được. À, đúng ngon này. Toàn loa bé thôi. Vâng, hôm nay toàn loa bé. Vâng. Cũng là to phía xuống. Ờ. Loa là to nhỉ. Rồi, hôm nay cho các anh lên hình nhá. Anh lên chưa? Rồi, chào nhá. Em là em ghi hình qua đây một chút. Vâng. Vâng, ở đây thì vẫn còn các chị nhảy vẫn rất là hăng say kìa. Đặc biệt có mấy chị áo hoa hoa kia đến từ Lạng Sơn nhá. Và các chị đi hội chuối là nhảy thôi. Mình bây giờ mình sẽ cố gắng ghi toàn cảnh ở đây, xong rồi tí mình sẽ ghi có chút nào nhảy thì mình ghi hình thêm chút nữa quý vị nhá.
tan thôi, nhưng mà những nhảy này thì chưa tan đâu. Vâng, nhạc này khó quá. Anh vâng, đây này. Vâng, đang nhảy. Và bây giờ thì thưa thưa dần dần số này về rồi. Vâng, ở trên kia thì đang diễn ra cái chương trình tổng phần làm nên vẻ đẹp văn hóa dân tộc. Kính thưa quý ban giám khảo, chúng ta đang sống trong thời kỳ hội nhập quốc tế với việc giao lưu văn hóa trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Cùng với đó, huyện Lục Ngạn của chúng ta cũng đang ngày càng phát triển. Vẫn đang diễn ra phần thi áo đẹp dân tộc gì. Phấn đấu để hoàn thiện các tiêu chí để thành lập lên một thị xã trũ trong thời gian gần nhất. Vì vậy, khi khoác trên mình trang phục của người phụ nữ dân tộc Sán Chí, em muốn lan tỏa thông điệp đến mọi người rằng hãy giữ gìn bản sắc văn hóa, nét độc đáo riêng của dân tộc mình. Hãy tiếp thu những tinh hoa văn hóa nhân loại, đồng thời trân trọng, giữ gìn vẻ đẹp của văn hóa truyền thống. Đó cũng là trách nhiệm của thế hệ trẻ chúng ta trong ngày hôm nay. Em xin trân trọng cảm ơn ạ. Xin chúc mừng phần thi của thí sinh Vi Yến Linh. Vâng, đây là vấn đề có đánh nhạc rồi. Xin mời thí sinh Vi Thùy Ngân. Một số ngoài này tan rồi. Giờ còn công an đến đó thôi. Vẫn phần thi đây thôi. Bộ trang phục em mặc đây là bộ trang phục của dân tộc Nùng. Dân tộc Nùng thì quay là là bộ trang phục. Đấy, nhiều chưa? Hả? Nhiều chưa? Tôi quay được nhiều đâu, mấy cái video toàn cảnh thôi. Rồi mẹ kìa, mấy cái bộ này lúc trước lấy bao nhiêu? Ghim bộ á? Đó, cái này. Cái này là mua cũ 2 triệu hơn. Đây là rồi rồi bên nào mẹ chụp cơ trên cái đéo phải nó không đéo quay về nó đéo đéo không dùng được nữa. Vâng, nó rơi tất nhiên là không bị nó bằng điện nó ra nhiều lúc nó hỏng rồi. Em gì em điều chỉnh ở trên điện thoại mà em có điều chỉnh cái này mà. Em cái này em chỉ dùng chống rung thôi. Đen ạ. Thiết kế không cầu kỳ như những bộ trang phục khác. Và mình sẽ tiếp tục ghi hình một vòng qua đấy đó quý vị nhé. Kết hợp lại. Ở trên sân khấu thì có một số những một số những các diễn viên vẫn đang thi những cái phần thi ứng xử của mình nhé quý vị ạ. Bộ quần áo được thiết kế là của phụ nữ thiết kế. À, thưa dần rồi nhé. Vâng, nó vào buổi chiều này thì mọi người tan rồi, thưa dần rồi. Mình ghi hình một chiếc áo trắng. Những hình ảnh cuối về ngày hội buổi hội 18 tháng 2 lịch buổi chiều ngày hôm nay đây. Xin chúc mừng cho thí sinh Vi Thùy Ngân đã hoàn thành xong phần thi của mình. Tiếp theo xin mời thí sinh Lâm Cảnh. Kính thưa ban tổ chức, kính thưa ban giám khảo, kính thưa tập thể hội thi. Sau đây tôi xin trả lời câu hỏi. Bộ trang phục của người phụ nữ San Chí được thiết kế theo kiểu dáng và có mới ngoài này vẫn còn đang có một cái loa vẫn đang nhảy nhá. Mình chắc chỉ dám quay xa xa thôi cho mọi người xem thôi. Mọi người đang chuẩn bị nhộn nhịp đi ra về nhé. Ôi,
như vậy mọi người đang chuẩn bị lên xe ra về rồi. Ở đằng sau mình vẫn còn nhé, chương trình ca nhạc ra mình ghi hình ở khu vực ngoài này. Ở trong cái nhạc thì mình không ghi hình được. Về chưa? À, chỗ dưới này thì chỗ ngã tư đèn xanh đèn đỏ đây. Đấy mọi người đang chuẩn bị ra về đấy. Đấy quay một chút nữa anh ạ, đoạn cuối đây, đoạn cuối video mọi người chia tay đấy, đang biện diện để chia tay hát vài câu song hao cuối này, chắc còn phải khá lâu nữa mới gặp được nhau rồi. Hồi cuối rồi. Vâng, cháu quay một chút. Đấy, giờ thì rất là nhiều người chuẩn bị ra về, học sinh vừa tan học á, lần quay. Hả? Sơn. Đấy, vẫn còn bác vẫn đang tranh thủ hát ra vài lời cuối trước khi lên xe này. Mọi người lại đi bán bánh ở giữa đường này đâm ra. Bán hàng giữa đường rồi. Mọi người đang nhộn nhịp chuẩn bị ra về nhé. Vâng, cái video này mình ghi hình với cái thời điểm mọi người chuẩn bị tan ra về. Câu hát hồi đã tan rồi, chia tay bên dòng sông. Đây phải nói là câu hát hồi đã tan rồi, chia tay bên bờ hồ. Đằng sau mình này có cái hồ. Vâng, khắp mọi ngả mọi người đều chuẩn bị ra về nhé. Bên này lúc nào về chị ơi? Lúc nào thì về? Vâng. Em ơi, 27 tháng 3 hội Văn Quan em đi không?
27 tháng 3 tiến tới này á? Âm lịch ấy. Văn Quan á? Văn Quan cái chỗ 3 xã ấy, cái số 16. À đây ạ. Đông vui lắm em ạ. Rồi để em đi đường cũ Sài Hồ lên dốc. Rồi để em ấy. Hôm đấy nếu em đi thì á gặp mà em xuống hỏi không. Chào em nhé, chúc mừng. Rồi. Thế mà là 27 tháng 3 tới trên Lộc Bình có nhỉ? Ở Văn Quan có hả? À chính ở chỗ 3 xã ấy. Số 16 ở chỗ chỗ em xã Văn Quan. Cây số 16 em biết rồi, em thấy người ta nói rồi. 26 tháng 3 hả? 27 tháng 3. À 27 tháng 3 à? Rồi. Vâng. Em nhớ rồi, em đi, em sẽ đi. 27 tháng 3 âm lịch. Vâng. Vẫn theo dõi kênh của em. Rồi, cảm ơn chị nhá. Rồi cảm ơn chị nhá. Chúc các chị về vừa may mắn nhá. À uống ăn được áp báo. Cho về. Vâng. Rồi chúc các chị về may mắn nhá. Đấy, mọi người đang tấp nập, nhộn nhịp, chuẩn bị ra về. Kể từ ngày hôm nay đi thì chắc còn phải khá lâu nữa thì mới có hội mọi người nhé. Còn rất là lâu nữa mới có. Chỉ có Lạng Sơn thôi, ở khu vực Bắc Giang là không còn nữa rồi. Ở khu vực Bắc Giang thì không còn hội rồi. Còn một số hội đến phải vài tháng nữa cơ. Đấy, vẫn còn đang nhảy rất tưng bừng này. Nhưng tóm nhảy là còn lâu nữa. Tóm nhảy này vẫn còn khá lâu nữa mới nghỉ. Rồi mọi người chuẩn bị ra về, rồi các bạn nhá. Mình ghi hình chút cuối những hình ảnh cuối của ngày hội. Mình ra giải cái. Đấy, thưa dần rồi nhá, mọi người về nhiều lắm rồi. Về gần hết một nửa người rồi. Số người trong buổi trưa hôm nay thì không bao giờ gần hết về một nửa nhé. Thank you.
mạc này kia thì mình không ghi hình được. Và hôm nay còn một số những hình ảnh nhảy của mấy chị em về cuối ngày hội này. Đây mình xem nhảy bước thôi. Đây mình sẽ ghi hình thêm một chút ở đây quý vị nhá, chia sẻ cho quý vị và các bạn cùng biết. Coi nhảy chị ơi, biết nhảy không? Mình đến từ đâu đến hội đây chị? Yên Bái à? Yên Bái à? Đi xuống đây có việc gì hay là thế nào mới có mặt ở đây chứ? Thì cứ nhảy. Vâng, đằng kia là nhạc vẫn đang rất ổn nha, mình tạm dừng một tí đấy quý vị ạ. Xin mời ca khúc Sống Như Những Đóa Hoa với sự thể hiện của bạn Vi Hương Thảo đến từ trường Trung học phổ thông Lục Ngạn số 4. Và tiếp theo, xin mời ca khúc Đợi Nàng Chuẩn Bị. Vâng, chào quý vị và các bạn. Đấy, mọi người mặt trời đã xuống kia rồi nhưng mà mọi người vẫn chưa về đây. Mặt trời đây. Mọi người vẫn chưa muốn về nhá, những đội nhảy thì vẫn đang tiếp tục. Nhảy những món đam mê của mình. Chúng ta nên nhận cờ lưu niệm của ban tổ chức. Và đằng kia thì vẫn đang diễn ra cái chương trình bế mạc đây quý vị nhé. Vâng, lại mở nhạc thôi. Mình ghi hình này hôm nay buổi tối này thì toàn những nhạc kiểu như nhạc bản quyền thôi. Còn đội nhảy bên này thì vẫn đang rất là hăng say này, chưa có dấu hiệu muốn nghỉ nhá. Vẫn đang chỗ này thì vẫn đang rất là tưng bừng đây. Ở trong kia này vẫn đang công bố cái kết quả chương trình.
Vâng, một lần nữa xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị khán giả cùng nhân dân và du khách. Sắp về chưa chị? Về đây à? Có nhạc nữa đâu. Thế nói chả muốn nhảy, chả muốn tôi nhảy, chán thế chứ này. Chị đi xe máy sang ô tô. Mấy người đi xe to. Báo ra tí tối về làm sao này. Là một phần trao giải mà được mong đợi nhất, đó là trao giải cho ban. Thêm cô đấy một chút nữa là bởi vì cô này cô nào cũng chưa nhảy. Thì biết mà, cô ơi, mình biết mà. Có ba cô này về có bằng khỏi nhảy nhưng cũng như thế này. Ba cô này người có bằng. Thế á? Rồi chào cho. Anh em xuống luôn. Vâng. Rồi chào anh em nha. Không ra anh phải nhảy đi, không quay không? Đang muốn quay vlog, quay này đã. Tí nhảy. Mấy chị em vào nhảy không chị em ơi? Vào nhảy đi. Không biết nhảy á? Mấy chị em đến từ đâu không biết nhảy? Bọn em thế này. Ôi rồi, thế là tốt rồi, cứ biết thế là tốt rồi. Và lại vẫn nhạc à? Nhạc rồi đó, chắc nhảy mà. Ờ, cứ đợi tí nữa. Đợi tí nữa mời nhảy. Ở đây tí nữa nhảy chị ạ. Đại diện các chủ đoàn, chúng ta đưa thí sinh người mặc trang phục rất tộc đẹp của mình trở về phía hai bên sân khấu. Phần thứ tư là phần cuối cùng, chúng tôi trao giải thi người mặc trang phục dân tộc đẹp. Vâng, chỗ này thì tất cả 35 thí sinh lọt vào chung kết trong buổi chiều ngày hôm nay. Đề nghị 35 thí sinh chúng ta có mặt trên sân khấu để nhận giải. Thưa các vị khách quý, tranh thủ toàn thể nhân dân và du khách, sau 2 ngày diễn ra giao lưu văn hóa các dân tộc. Vâng, thưa quý vị và các bạn nhé, trên sân khấu thì đang và sau đây chuẩn bị công bố kết quả và lễ trao giải. Về dự lễ trao giải trong buổi chiều ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Chu Văn Trọng, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn, trưởng ban tổ chức giao lưu văn hóa thể thao các dân tộc huyện Lục Ngạn năm 2024. Kiên Lao, Kiên Thành, Thanh Hải, thị trấn Chú, Hồng Giang, Biên Sơn, Giáp Sơn, Thị Điền, Tân Hoa, Biển Động, Phú Nhuận, Kim Sơn, Sa Lý, Phong Minh, Phong Vân, Tân Sơn, Cấm Sơn, Hộ Đáp, Sơn Hải, Tân Quang, Đồng Cốc, Nam Dương. Đó là 29 xã thị trấn. Và chúng tôi xin trân trọng kính mời đại diện của các trường học Lục Ngạn số 1, Lục Ngạn số 2, Lục Ngạn số 3, Lục Ngạn số 4 và Lục Ngạn số 5. Và đại diện của trường phổ thông dân tộc nội trú, trường trung tâm giáo dục thường xuyên dạy nghề. Và hôm nay xin được trân trọng kính mời. Đang sắp công bố những cái phần thi. Vâng, về thôi. Vâng, mọi người, giờ này thì xem nào. Gần 18 giờ rồi quý vị ạ. Cũng bằng cái giờ như hôm qua mình ghi hình buổi chiều tối nha bây giờ. Nhưng mà đây mọi người bắt đầu cũng đang chuẩn bị tan dần ra về. Ở khu vực này thì về hết rồi. Chỗ bán hàng mà niết thì cũng tán về hết rồi. Trong kia thì chương trình trao giải trong kia thì vẫn đang diễn ra, đang mới sắp xong rồi. Trong kia vẫn đang
xin mời ba vận viên chúng ta tập trung trở về cùng tinh dự để nhận phần thưởng cao nhất. Để xem mày sắp nhảy tiếp à? Đấy, đội này vẫn còn đang muốn nhảy tiếp này. Hả? Cái gì? Không ở Lục Ngạn mà. Mình là Phong Vân đi mà. Trên Phong Vân đó. Và ngoài xe nó vẫn đang nhảy cho mình. Ghi hình một chút cuối cho mọi người xem nha. Đấy, mình lúc nào cũng phải về cuối nhất này. Xin được chúc mừng ba vận động viên. Xin mời ba vận động viên chúng ta khẩn trương trở về cục danh dự để chúng ta nhận giải. Hình thức giờ hết hội rồi quý vị ạ. Rồi, nhạc thì vẫn đang mở nhạc kia. Chúc mừng. Đây vẫn còn là một số các chị em vẫn chưa về đây này. Giờ tối rồi nha, 18 giờ hơn rồi. Hơn 6 giờ rồi. Ở trong kia thì cái lễ công bố kết quả vẫn chưa xong thôi nhé. Thế coi có nhạc mình không trực tiếp ghi hình ở đây được quý vị ạ. Rất là tiếc. Đây tối rồi nên này. Chị nhà đâu chưa về chị? Xa nhưng mà chưa có xe, chờ xe. Xe à? Xa tận đâu chị? Lạng Sơn à? chờ xe cả mấy các chị này đấy à? Hai xe à? Cái thằng này. Các bá này bây giờ phải chờ xe mới về đây à? Về tận đâu này? Lạng Sơn khu nào ấy? À Hữu Lũng à? Bên Mệt à? Bên Mệt à, tí về đường dưới à? Kép kép là xuống dưới lục Nam phải không? Bây giờ trở xuống rồi. Chờ xe họ cho đến à? Các bá toàn người Nùng hay là người Tây vậy? À, người Nùng à. Em người Nùng á. Ở Lục Ngạn này thôi. Ở trên Phong Vân cái hội 14 tháng Giêng vừa rồi. Hôm đó 14 tháng Giêng vừa rồi các bác có sang không? Ngày 14 tháng Giêng thì đông lắm ở trên Phong Vân đấy. Ở Phong Vân là Hữu Lũng này là đi đường đèo qua xuống gần. Đông mò dễ sang ấy. Về đằng Tân Sơn, hội Tân Sơn cũng đông. Tân hội xã mà. Vâng. Ở Phong Vân Tân Sơn nó còn đông hơn ở đây. Đông. Xe ô tô từ đây về đến Mệt hơn tiếng nhỉ? Hơn tiếng nhỉ? Không về thẳng đường Mệt đâu, đi đến bến đường thì rẽ vào. Đúng rồi, xuống dưới kia xuống rẽ rồi phải không? Cầu bến đường ấy. Đây này, các bá bên Hữu Lũng đang chờ xe chưa về đây này. Còn trong phòng là nhiều người biết. Vẫn đang chờ xe. Và đây còn một số bá các bác nữa. Các bác không phải chờ xe à? Cũng về bên Hữu Lũng à? Thank you.
xe nó lại chưa về. Đấy, các bác là phải đợi xe sang đón hả? Tôi sang về đến nhà, về đến bên Hữu Lũng hả các bác? Xa gần người ta về hết rồi, còn hai cái đội xa nhất. Ô, được kệ đấy chứ, cứ đi hội về lúc nào thì về chứ. Không còn có hội đâu, hội tan hết rồi. Lo gì vậy? Vâng, cháu quay phim ạ. Vẫn thấy mà. À, quay một ít cuối cuối hội. Hả? Cháu Xuân Muộn TV ạ. Không không, cháu không phải là sao đâu. Cũng không biết là à sao nữa trên Lạng Sơn, cháu để Lục Ngạn này thôi. Vâng. Tiên sinh nó quay hát song hào, nó quay đây đấy. Ờ, hôm nay quay hát song hào đây này. Ờ. Tô Lương đồng ý đây, đi từ sáng bây giờ cũng chờ xe, xe hẹn 5:30 thì đồng ngày. Bây giờ hơn 6 giờ. Chắc bây giờ các cháu ở nhà còn không có ai nấu cơm cho ăn đây, không ngồi để chờ đây. Tôi làm nào được, bây giờ xe nó chưa đến thì. Và cũng phải chờ thôi. Tôi chào các bác nhá. Cháu có thể nhớ xe nhá. Ờ, rồi chào các bạn. Cháu cũng người Nùng thôi. Cân nông Ngọc. Ở trên Phong Vân. Ở Phong Vân là Lục Ngạn này mà. Tôi đây về 20 cây. Lạng Sơn cháu vẫn sang hội nhiều mà, sang hội Lạng Sơn nhiều lắm ấy. Ờ. Cháu hay đi sang hội Lạng Sơn, hội nhiều hội đi mà. Chờ nào? Tân Sơn á? Tân Sơn đi về đằng đồng mỏ ấy. Lên đường kia xong rồi là sang đồng mỏ. Ừ, qua đẹp quá không? Vắng, đừng vắng. Vâng, đây rồi. Các bác này vẫn đang chờ xe đón à? Bác này là mà đó mà không qua. Rồi. Mình tối rồi, mình cũng dừng cái video tại đây nhá. Mình xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi cái video của mình. Mình ra lấy xe đạp đây, xe máy đây.